để tôi ghi nào. Đấy, đấy. Anh, rồi chào anh. Rồi. Thôi. Đấy, anh kiểm tra hành chính đúng không? Đúng rồi. Rồi, và rõ ràng là ở trong này em không quá tốc độ. Anh đã nói rồi. Ai nói không quá tốc độ? Anh cứ đưa ảnh cho em xem. Đánh xe lên đầu đi em. Em cứ đánh xe lên đầu đi. Anh ghê là đi em có 2 camera hành trình đằng sau và đằng trước nhé. Em ghi đầy đủ. Vâng. Sao tại sao phải nói to làm gì? Không phải, tại vì rõ ràng các anh và có bằng. Anh bảo với em này nhá. Tiêu chí bọn anh không phải là cứ dừng phương tiện xuống để xử lý đè đầu cái cổ dân xử lý bằng được. Em mà biết tiêu rồi. Tiêu chí là tuyên truyền nhắc để hướng tới là cái gì để nó đảm bảo an toàn. Vâng. Nhá. Cái vi phạm tốc độ chú chạy quá có 5 cây anh không bao giờ anh được cái bản xử lý chú, nhưng mà phải dừng phương tiện chú xuống để nói với chú và chú rút kinh nghiệm để mà cái vị trí đấy em đi ra hàng này, tại vì em công tác ở trong Ninh Bình. Em công tác trong Ninh Bình, thành ra em đi ở cái đường này gọi là em đi hàng ngày. Đấy, em đi hàng ngày thì trong tất cả các đoạn đường này em biết chỗ nào là biển hạn chế tốc độ, biết chỗ nào là không. Mà hôm nay em nói anh nhé, hôm nay em bảo với anh hôm nay là em chạy, em chỉ chạy 80 tại vì trời mưa. Em chạy em tuân thủ suốt từ đầu tới cuối là em chỉ chạy 80 thôi. Đúng rồi, tại đấy. Km 22 vừa rồi là mà nhưng mà ở biển nào em đi đường này em nắm rất rõ. Cái biển 21A bao nhiêu? Cái biển đây chú qua cái biển em thấy em biết em đi hàng ngày em 80, biết 80 60 40 em biết rất rõ.